lẽ vô thường. Bác sĩ biết không, tôi bị bệnh tim. Tôi cứ nghĩ tôi đi trước ổng, ai ngờ. Nói xong, cô thở dài. Một buổi sáng rất ảm đạm, bầu trời xám xịt, màu mây. Mình vỗ vai cô như một lời an ủi. Hôm trước đem 20 mấy cây vàng đi gửi tiết kiệm, tôi để ổng đứng tên. Tiền dành dụm cả đời, ngỡ sắp được hưởng, ai ngờ. Bác sĩ hỏi gì? À, cả nhà tôi đạo Phật, tôi hay đi chùa đọc kinh ngày rằm vào mùng 1. Vậy chắc cô cũng hiểu rõ đạo lý vô thường. Hiểu chứ bác sĩ, ai rồi cũng mất đi mà. Nhưng đột ngột quá, chưa kịp chuẩn bị gì hết. Chưa kịp nhìn vào mắt nhau thật sâu, chưa kịp nói với nhau lời cuối cùng nào. Ai ngờ. Nhìn dáng cô liêu xiêu đi ra đi vào phòng cấp cứu mà mình thấy thương vô hạn. Hai người sống với nhau gần 30 năm, có biết bao nhiêu kỷ niệm. Nay đột ngột một người ra đi, một người ở lại. Biết tìm đâu hơi ấm khi đông về, biết tìm đâu bàn tay ân cần nắm lấy một bàn tay. Cuộc đời chỉ một tích tắc, có thể thay đổi tất cả, có đó rồi mất đó. Nhưng nếu mỗi ngày chúng ta biết sống trọn vẹn, thì có lẽ khi vô thường đến gõ cửa, chúng ta sẽ không nói ai ngờ.